Cổ tức là gì? 1. Khái niệm cổ tức. Theo luật doanh nghiệp 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc tài sản khác từ nguồn lợi nhuận được giữ lại của công ty sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. Hiểu một cách nôm na, mỗi năm công ty hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra một số lợi nhuận sau thuế nhất định. Một phần của số lợi nhuận đó sẽ được công ty tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, trích lập các quỹ dự phòng và được gọi là lợi nhuận được giữ lại. Phần lợi nhuận còn lại sẽ được trả cho cổ đông và được gọi là cổ tức. Số tiền được trích ra để chi trả cổ tức sẽ được thông qua trong đại hội cổ đông. Ví dụ trong nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. 2. Mục đích và ý nghĩa của cổ tức. Chi trả cổ tức dù đơn giản là phương thức để phân phối lại lợi nhuận, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với cổ đông. Việc công ty trả cổ tức sẽ thể hiện rằng công ty vẫn đang hoạt động có lãi. Đối với nhiều nhà đầu tư, việc công ty trả cổ tức vẫn tốt hơn là công ty giữ lại tiền của cổ đông. Ngoài ra, những năm gần đây, xu hướng đầu tư cổ phiếu để nhận cổ tức cũng được nhiều nhà đầu tư đón nhận bởi mang lại nguồn thu nhập khá ổn định, có thể giúp nhà đầu tư hưởng lợi nhuận kép nếu lãi suất giảm mạnh. Trên thị trường, hầu hết những doanh nghiệp kinh doanh tốt đều chi trả cổ tức cho cổ đông. Ví dụ, trên hình là lịch sử trả cổ tức của DPM. 3. Các hình thức trả cổ tức. Có 3 hình thức chi trả cổ tức, đó là trả bằng tiền mặt, trả bằng cổ phiếu, trả bằng tài sản khác. Trả cổ tức bằng tiền mặt là việc doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản chứng khoán cho cổ đông. Tỷ lệ cổ tức sẽ được tính trên mệnh giá 10.000 đồng một cổ phiếu, không tính trên giá thị trường giao dịch hàng ngày. Ví dụ, ngày 18 tháng 11 năm 2020, PVT chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 4%. Như vậy, một cổ phiếu PVT sẽ nhận được 400 đồng. Trả cổ tức bằng cổ phiếu khá phổ biến ở những doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, bởi lúc này doanh nghiệp đang có nhu cầu được giữ lại lợi nhuận để mở rộng kinh doanh. Họ có thể phát hành thêm cổ phiếu hoặc sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức cho cổ đông. Ví dụ, ngày 18 tháng 11 năm 2020, PVT trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019, tỷ lệ 15%. Như vậy, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu PVT sẽ nhận được thêm 15 cổ phiếu mới. Trả cổ tức bằng tài sản khác có thể được biểu hiện dưới dạng các hàng hóa, thành phẩm, bất động sản hay các sản phẩm tài chính mà doanh nghiệp trả cho cổ đông. Đây là hình thức trả cổ tức rất hiếm khi xảy ra, tuy nhiên trên thực tế vẫn có một vài công ty trên thế giới trả cổ tức bằng hình thức này. 4. Trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu tốt hơn? Để đánh giá được cách chi trả cổ tức nào tốt hơn, bạn cần hiểu rõ điểm khác nhau quan trọng nhất giữa việc trả cổ tức bằng tiền mặt và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, đó là dòng tiền lưu thông của doanh nghiệp. Đối với việc trả cổ tức bằng tiền, dòng tiền từ lợi nhuận sau thuế sẽ đi ra khỏi doanh nghiệp để chi trả vào tài khoản của từng cổ đông. Còn việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, dòng tiền về cơ bản vẫn ở trong doanh nghiệp, chỉ có sự thay đổi từ khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang khoản mục vốn góp của chủ sở hữu. Ví dụ, trong thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất của QNS năm 2019, có 585 tỷ cổ tức được chi trả bằng hình thức cổ phiếu. Số tiền cổ tức này sẽ làm tăng vốn điều lệ, nhưng không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Hầu hết các nhà đầu tư đều thích được nhận cổ tức bằng tiền mặt vì tiền tươi thấp thật bao giờ cũng tốt hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt nhiều không hẳn đã là tốt, bởi vì có thể là dấu hiệu công ty không còn động lực tăng trưởng. Khi đầu tư cổ phiếu, bạn cần hiểu rõ bản chất trong việc chi trả cổ tức của công ty. 5. Làm thế nào để được nhận cổ tức? Để được nhận cổ tức, bạn chỉ cần nắm giữ cổ phiếu đến ngày giao dịch không hưởng quyền. Nếu cổ phiếu bạn nắm giữ đã niêm yết, cổ tức sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của bạn. Trường hợp công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu, thì sau khoảng 30 đến 60 ngày, cổ phiếu đó mới được chia về tài khoản của bạn. Trường hợp cổ phiếu bạn nắm giữ là cổ phiếu chưa niêm yết, OTC, bạn cần liên hệ và đến trực tiếp doanh nghiệp để nhận cổ tức. 6. Tại sao giá cổ phiếu bị điều chỉnh giảm trong ngày giao dịch không hưởng quyền? Trong ngày giao dịch không hưởng quyền, bạn sẽ thấy giá cổ phiếu bị điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ cổ tức được trả. Trường hợp trả bằng tiền mặt, giả sử cổ phiếu A có giá 20.000 đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ trả cổ tức 10%, tương ứng 1.000 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu A có vốn hóa 20 tỷ đồng. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, nếu giá cổ phiếu vẫn là 20.000 đồng, thì vốn hóa cổ phiếu A không đổi, vẫn là 20 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị sổ sách của công ty lại bị giảm 1.000 đồng một cổ phiếu do trả cổ tức. Như đã nói ở trên, khi trả cổ tức bằng tiền, thông thường doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Do đó, một phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ bị giảm đi và làm giảm giá trị sổ sách. Khi đó thì giá cổ phiếu cần được điều chỉnh tương ứng để giá trị vốn hóa của doanh nghiệp được phản ánh đúng. Trường hợp trả bằng cổ phiếu, tương tự như ví dụ trên, nhưng tỷ lệ trả cổ tức là 1:1. Nghĩa là với mỗi cổ phiếu đang nắm giữ, nhà đầu tư sẽ được nhận thêm cổ tức là một cổ phiếu. Trường hợp này, giá trị sổ sách không thay đổi. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu không điều chỉnh giảm thì vốn hóa của cổ phiếu A sẽ tăng gấp đôi, vì giá cổ phiếu vẫn là 20.000 đồng, trong khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên thành 2 triệu cổ phiếu. Vì sự chênh lệch đột ngột tại ngày giao dịch không hưởng quyền giữa vốn hóa thị trường và giá trị sổ sách nên cần phải điều chỉnh giá cổ phiếu tương ứng.
7. Tỷ lệ chi trả cổ tức bao nhiêu là hợp lý? Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ ở mức hợp lý khi hai vấn đề sau đây được đảm bảo. Công ty được bổ sung đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Công ty đảm bảo vẫn giữ được tỷ suất sinh lợi trên vốn ở mức hợp lý. Ví dụ, giả sử công ty B có vốn chủ sở hữu là 100 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2020 là 20 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ ROE 20%. Công ty B dự kiến sẽ chi 10 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức là 50%. Sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 2 tỷ đồng, tương đương 10% lợi nhuận giữ lại, số tiền còn lại bổ sung vào vốn chủ sở hữu là 8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cho năm tiếp theo là 108 tỷ đồng. Trong trường hợp này, bạn chú ý rằng công ty đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo tỷ lệ ROE vẫn giữ được là 20% hoặc cao hơn. Khi đó, lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm sau tối thiểu phải là 21,6 tỷ đồng. Nếu công ty đặt kế hoạch lợi nhuận thấp hơn, thì rõ ràng các cổ đông có thể yêu cầu công ty tăng tỷ lệ chi trả cổ tức. 8. Thuế thu nhập cổ tức. Khi nhận cổ tức dù bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu, bạn đều bị đánh thuế 5%. Tức là, nếu công ty trả cổ tức 1.000 đồng một cổ phiếu, bạn sẽ chỉ nhận được 950 đồng một cổ phiếu. Tương tự, khi bạn bán số cổ phiếu được chia thưởng qua hình thức cổ tức, bạn cũng bị đánh thuế 5%. Việc đánh thuế này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về mục đích đánh thuế là bất hợp lý, gây thuế chồng thuế và đẩy thiệt hại về phía nhà đầu tư. Do, trước khi chia cổ tức cho cổ đông, doanh nghiệp đã phải nộp đầy đủ các loại thuế, nghĩa là doanh nghiệp đã chịu một lần thuế. Ngày chốt trả cổ tức, giá cổ phiếu đã giảm tương ứng so với phần trăm cổ tức chi trả. Khi bán cổ phiếu, bất kể là lãi hay lỗ, nhà đầu tư sẽ phải chịu thuế thu nhập 0,1%. Tuy nhiên, theo lý giải cục thuế, cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu đều được coi là thu nhập của nhà đầu tư, nên sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Kết luận, trên đây là các kiến thức cơ bản liên quan đến cổ tức và việc chi trả cổ tức mà một nhà đầu tư cần nắm được. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công.